Đồng hồ Thuận Bùm Siêu Gió Vati V85 giá trị 399k. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán ạ. Bảo hành máy của bên em lên đến 5 năm nên các anh chị cứ yên tâm vào độ bền của máy ạ. Em xin giới thiệu về tổng thể của sản phẩm bên em ạ. Phải nói là một cái siêu phẩm bên đây rất là đẹp đó các anh chị ơi. Đồng hồ bọn em là cái khúc trên đây cho anh chị thấy nè. Đó, đây là hình vô lăng bên tàu ha. Vô lăng lái tàu, còn phía sau đây là cái mỏ neo. Mỏ neo mình có chữ là Thuận Bùm Siêu Gió. Đó. Thì khi các anh chị sở hữu một cái sản phẩm cái đồng hồ treo tường như này đó, rất là to thế này, các anh chị thấy em cầm trên tay rất là to mà giá chỉ có 399k thôi. Các anh chị còn ngần ngại gì nữa mà không comment cho em là V85 giá chị cộng số điện thoại là bên em sẽ lên đơn cho mình ạ. À. Rồi, cái màu ở bên đây á, sản phẩm của bên em á đây là màu nâu. Màu nâu các anh chị nhìn gần lại thì mình thấy là màu nâu nó rất là bóng và đẹp. À, nhựa là PVC cao